Xin chào quý vị và các bạn. Trạng thái tạnh giáo và nắng hanh ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì trong ngày mai 20 tháng 9. Từ sáng đến chiều trời vẫn nắng với nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ, cảm giác khá nóng. Sau đó từ đêm mai, thời tiết Bắc Bộ sẽ lại có sự thay đổi. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc nên mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi. Trọng tâm là tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng và ven biển của Đông Bắc Bộ. Sự tranh chấp giữa các hình thế thời tiết sẽ gây ra dông sét và gió giật mạnh trong cơn mưa. Cùng với đó, nhiệt độ cũng giảm nhẹ, trời chuyển mát trong những ngày giữa tuần. Với Trung Bộ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng từ ngày 21 tháng 9, do tác động của gió đông nên là từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rải rác. Đến ngày 22, mưa dông có xu hướng tăng hơn về cường độ. Cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, nên nhiệt vì vậy có xu hướng giảm từ 1 đến 2 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do tác động của giải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì hoạt động, nên tại đây tiếp tục có mưa dông rải rác tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Vào ban ngày có nắng nhưng không quá gắt với nhiệt độ ban trưa ở khoảng từ 31 đến 33 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió Tây Nam, nên khu vực tiếp tục có mưa dông nhiều nơi vào chiều tối, cục bộ có mưa to lên tới trên 70mm. Trong mưa dông, cần tiếp tục cảnh giác với tố lốc và cả gió giật mạnh. Về nhiệt độ, tại hai khu vực phía Nam, mức nhiệt cao nhất ngày không có nhiều thay đổi. Do trưa chiều vẫn có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất ngày vẫn có thể đạt ngưỡng 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và trong khoảng từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Trên biển ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam có cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đi kèm với mưa rào và dông rải rác. Bản tin thời tiết cuối ngày 19 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!